Rồi, xin chào các bác. Thì đây là con V30 của em đây. Thì con V30 này em đã dán cường lực được khoảng gần 1 tháng rồi. Thì nó cũng chưa xước, cái mặt kính cường lực nó cũng chưa xước cái gì đâu. Nhưng mà hôm trước dán nó bạn 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 Vân bên Đạt Mobile, đây là em dán bên Đạt Mobile mà dán nó hơi lệch một xíu. Thế đến em cũng không được được hoàn hảo cho lắm, nên em hôm nay em sẽ dán nó bóc ra, em bóc ra để em dán cái khác. Thì đây là cái clip mà em thực hiện để xem mình bóc ra nó có dễ dàng hay không. Đây, sau 1 tháng ấy, thì nó cũng có cái hơi hơi vết bóng khí ở góc góc đây nè. Đây, cái con này nó lấy nét hơi kém đấy, hơi hơi thôi. Đấy, nó bị hơi hơn một tí thôi, còn các cạnh khác thì ok, không sao hết, nó chỉ bị lệch thôi, dán lệch thì mình bóc ra mình dán lại thôi. Thế nên mình sẽ bóc bằng tay, thử bóc bằng tay xem có được không, thử như nào. Đấy, mình bóc bằng tay thôi nhé. Chắc không biết nó có vỡ không đó, nứt rồi. Đó. Đó. Đó, thấy chưa? Đó. Đó, bóc ra rất là dễ dàng. Đó, đó, các thấy không? Em bóc ra rất là dễ dàng. Dễ dàng, và nó không có cái phần keo còn lưu lại trên màn hình đâu, hoàn toàn không có, không có một tí gì luôn đó, không có một tí gì phần keo ở trên màn hình đâu, nó đang ở đây này đó. Chứ là cái chất lượng keo của cái này em cảm giác em đánh giá nó là rất là tốt đấy, ngon. Nó chỉ sau một thời gian sử dụng nó có thể là lúc đấy mình không, cái phần này nó mình làm cái chiếu UV nó không được tốt cho lắm thôi, chỉ còn còn lại đấy rất là tốt. Nhưng mà do hôm đấy là mình dán vội quá nên nó bị lệch, và mình là một người khá là khó tính, cho nên mình không thích sự lệch 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 hơi lệch lệch này. Rồi, ok, đây là clip mà mình bóc ra nhé. Mình sẽ làm một cái clip để mà mình hướng dẫn em dán nhé, dán cái cường lực này. Rồi, ok, cảm ơn các bác.